Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong chương trình giới thiệu về những cặp loa Mỹ bãi ngày hôm nay. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đang sở hữu rất nhiều các đôi loa Mỹ bãi đẹp lung linh đến từ hãng JBL và có model là MR, bạn nhớ MR. Thì trong đó là MR925, MR926, MR825, MR805. Thì đây là những dòng loa rất phù hợp cho bác chơi trong gia đình, hát karaoke và nghe nhạc. Thì với cấu trúc đặc biệt loa Mỹ luôn cho tiếng tép đánh lẩy, len keng, lách tách, sáng và gọn ghẽ, giải bát đánh êm, đánh mềm, đánh sâu và giải lời rõ như bác đã nghe. Đấy, thiết kế thùng gỗ bọc da, khoe tép, khoe bát cực đẹp không nhá. Thì đây là dòng loa bên em luôn thiếu và chơi hàng trong suốt thời gian qua. Thì ngày nay về được vài đôi thôi nhá, vài đôi. À, trong đó là có một đôi 925, hai đôi 926, một đôi 825 và một đôi 805. Nghe. Đang chạy một đôi. Thì với loa Mỹ luôn 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 khi mà trình diễn về âm thanh đều chạm đến cảm xúc của những người đam mê âm thanh, yêu ca hát, cũng như là làm cho các bác phải thốt ra rằng sao hay vậy. Mà khi bác ghép đúng với nhá, phối đúng, hay quá. Ngoài những cặp loa đẹp thế kia thì bên em còn có những cặp loa chân dài TR225, MDD225, ZX125 full kép bác nhá, cực kỳ đẹp. Đôi này giá là 22 triệu, 22 triệu, 22 triệu nhá. Đôi nữa là SS15. Đấy, và những cặp loa rất đẹp luôn bác này. À, con này là Marlboro 415 EV, con này hợp lý giá nhá, 838 475 mà 475 x 725 525 đấy, 515 nhá. Quay thì các bác nhá, tôi trên cùng này, em báo giá nhá, đôi này là 805. 805 thì có cấu trúc bát và tép như là 825. Đấy, nó khác thùng thôi nhá. Thùng nó to hơn. Tức là thùng to một chút, tí xíu thôi. Thùng gỗ bọc da. Đấy. Thì đôi này nó đẹp vừa thôi nhá. Nó đẹp vừa. Bên em đang cung cấp với cái giá là 22 triệu bao ship tặng cặp dây. Tức là bao zin, bao chuẩn mắt ta nhé. Đấy, nó gọi là đẹp vừa. 22 triệu. Nếu nó đẹp quá như đôi này thì nó là 25 triệu nhá. Đôi này đây 825 nhá, đôi này 805. Bát sâu hơn bởi thùng to hơn nhá, bát như nhau, tép như nhau, phân tần giống nhau, nhưng mà cái này do cái thùng nó to hơn, bát sâu hơn, thùng gỗ bọc ra. Và đôi dưới này, đôi dưới bác nhá, đôi này là 825, rộng của nó là 46, rộng của nó 46, cho bé nhạc đi. Đôi này nó là rộng của nó là 46 nhá, sâu 33, cao 65, công suất 250 cho đến 600W, đánh âm ly được đầy đâu nhá. Thùng gỗ bọc da đen quýt, zin từ AZ, đôi này đẹp quá nhá, là 25 triệu bao ship tặng một cặp dây. Đấy, 25 triệu nhá, đôi này là đẹp vừa, là 22 triệu bao ship tặng và một cặp dây. Thì kích thước của nhá, kích thước của 825, 925, thế này 6 là như nhau, là đều là rộng 46, sâu 33, cao 65. Đây đôi dưới này đẹp xuất sắc luôn nhá, đôi này thiếu một xốp, đôi này 925, 925 đẹp xuất sắc luôn nhá, rộng là 46, sâu 33, cao 65, công suất cũng như trên là 250 600, bát 40 từ 19 đồng 76, tép kèn, đôi này mã tép là 2418H, này 2418 2416H. Đây trên này 6 nhá. Thì đôi này đẹp mà vừa. Đây đẹp quá này, vừa nhá. Đôi này hai đôi trên này là trên này 6. Kích thước cũng là 46 33 và 65. Tức là rộng 46, sâu 33, cao 65. Đẹp vừa nhá. Đôi này giá là 28 triệu. Đấy. Trên này 6, trên này là 1 nhá, là 1 thôi. Không hợp nhau, bát cho nhau, tép cho nhau, tất cả phân tần cho nhau, thùng cho nhau. Cái đôi này nó sộ nó còn là đẹp vừa nhá, đẹp vừa. Thì mình cung cấp giá cũng là vừa cho bác, nhập rẻ hơn 28 triệu một cặp. Đấy, đôi này là 30 triệu một cặp. Bác nào muốn xuất sắc nhá, không tì vết thì đôi này. Cái đôi này thì nó gọi là
nó đẹp vừa thì nó rẻ hơn. Đấy, em nói Mỹ các bác không được so sánh, bởi vì em nói rồi, có đôi trên nhau vài triệu bình thường, do thời điểm nhập hàng này, rồi độ đẹp, độ chất này, vân vân nhá. Đấy, cho nên là cái giá của nó, như đôi hôm trước em bán đôi này 25 triệu, đấy, đẹp quá, 25 triệu, đôi này 22 triệu, đúng không? Em bán rồi, hôm trước em vào được một đôi 22 triệu, đôi 25 triệu, hôm nay về tiếp đôi 22 triệu này, bởi vì em nhập rẻ, em cộng loa chỉ biểu lãi suất thì hơn triệu một đô la thôi. Đấy, đôi này thì các bác có nhu cầu nhá, mua sắm lắp đặt về những màu hát dòng loa này ấy, thì liên hệ với em theo số tổng đài 0936 583 110 nhá. Hãy nhớ giao hàng toàn quốc, có nhu cầu chỉ cần em 2 triệu nhá. Tình trạng tất cả bao zin hết các bác, bao zin xuất sắc đúng đồ Mỹ nhá, không sai. Xin chào các bác nhá. Bây giờ phần 2 em tháo nội thất của dòng 925/6. Các bác cần hình ảnh bất kể đâu nào em đều có nhá. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đang giới thiệu về hai cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, hãng JBL, có tên là MR925, MR926. Với dòng loa này có cấu trúc đặc biệt, sở hữu một bát 40 từ 19-16 và một tép kèn từ 14-4. Thì với dòng loa này thực sự có rất nhiều bác muốn săn tìm và sở hữu cho riêng mình để phục vụ việc nghe nhạc và hát karaoke. Thì với dòng loa này, khi mà bác hát karaoke cho giọng ca thoáng bay nhẹ nhàng và hút mic, tức là cực sáng, nghe nhạc thì tí tách tan biến nhẹ rơi, tiếng bass sâu mềm và uy lực, giải lời thì rõ ràng và còn nịm. Thì ngày em phải được 3 đôi nhé, 3 đôi, làm một clip nhanh giới thiệu đến toàn thể các bác về tình trạng cũng như báo giá để bác lắm được và chủ động về mặt tài chính kinh tế. Ở đầu tiên em sẽ quay đôi loa có thể đẹp hết thuốc nhé, tức là như hộp xô luôn. Thế đây là dòng loa MR925 vậy nhé. Với dòng loa MR925 bên em ấy, thì dòng này ấy, nó là thùng gỗ và bọc da, và tình trạng của nhé, nó đẹp như da bé, chưa bị lỗ, chưa bị rách gì, tất cả cái gì là thùng ạ. Nhìn đây, thế là cực kỳ nét, nét căng, đen quýt, bóng liễng như mới nhé. Đấy, như mới luôn. Đây bác nhìn thấy bông biết của nó còn vàng óng đây, đúng không ạ? Hỗ trợ cả giá treo, cái phần tần đó rất đẹp nhé, thời dợ của Mỹ rồi, nó quá chất luôn. Đó, đây chính là của Mỹ nhé, MR925. Con này sản xuất tại bang California, USA. Hỗ trợ cho bác là 232 cổng vào, 2 jack soli và jack lưu trích. Thì kích thước của dòng loa này ấy, nó rộng là 46, sâu 33, cao 65. Công suất đạt được là 250W cho đến 600W, đánh trở các tao ôm nhá. Loa tình trạng thì đẹp xuất sắc rồi, bác không nghĩ rồi nhá, bao đẹp luôn. Rồi bác nhìn về cò bát đây, sáng trưng như kiếm nhật. Bác nhìn từ chưa ạ? Tức là cái này là hàng lướt nhé, chứ không phải là hàng bãi. Do vậy bác nhìn cái củ từ này sáng quắc, đúng không ạ? Đấy bác nhìn này, thép còn sáng trưng. Đấy, xương nó còn là sáng trưng này. Mã bát là 2032H. Con này từ 19-16. Đẹp hết nấc luôn bác nhé. Đấy, con này hết nấc luôn. Bác nhìn keo chỉ tròn xoe, keo chỉ tròn xoe bác nhé, vàng cực đẹp, độ mới độ zin 100% nhá. Đấy, độ mới độ zin 100%. Này em xem này. Đấy, quá nét đúng không ạ? Nét căng như soli luôn. Con này có dâu không nhá? Có dâu. Cái quả 1 này, quả 2 này. Và nhìn thép sáng chưa? Đẹp chưa ạ? Như mới đúng không? Kính con luôn. Đấy. Tại sao bảo lo Mỹ nó chênh nhau 1-2 triệu đương nhiên thôi, 2-3 triệu đương nhiên thôi. Nhiều bác bảo là chỗ này bán rẻ cho bán đắt, thì tùy theo bác nhé, độ đẹp, độ xấu, độ chất của loa thôi mà em nhập vậy thôi. Đấy, độ đẹp, độ chất của loa thôi thì đó bọn em sẽ tiếp theo đây. Đây củ từ đây. Bác cần hình ảnh chi tiết em sẽ gửi nhé. Con này từ 14, từ 14 sơ đây nghe cái này sơ đây, từ 14 học 4.4. Đấy, cái này là 2418H, sản xuất tại Mỹ nhá, gì tuyệt đối cho các bác luôn. Đấy, mình nhìn sắt từ còn sáng trưng đi, cái này như mới anh em nhá, như mới luôn. Đấy, ông nhìn đẹp chưa? Thế đây cặp loa nhá, cặp loa đẹp cái này ấy, từ hết nước chấm luôn. Thì bên em cung cấp với giá là
30 triệu. 30 triệu bao ship tặng giấy giác với nhá. Đây cặp 925. Còn cặp 926 với nhá. 926 thực ra nó là 925. Nó như nhau mà. Thùng của nó rộng này bao nhiêu? 925. Con này thì đẹp hết nước chấm luôn. Xuất sắc bao nhá. Rộng là 46, sâu 33, cao 65. Công suất của nó là 250W cho đến 600. Tức là bằng 925. Tức là rộng y chang nhá. Đấy. Như chang luôn. Đây bác xem đây. Đấy. MR 926 sản xuất tại Mỹ nhá. Đấy, hỗ trợ hai cổng vào. Hoàn toàn quá đẹp đúng không ạ? Xuất sắc nhá. Thế đôi này thì cũng thuộc phân khúc xuất sắc rồi. Đây củ bát này, cái này nó không bóng thôi. Nó từ 1976 như trang luôn. Đôi này bao đẹp cho bác xuất sắc luôn. Đấy. Bao đẹp xuất sắc nhá. Đây. Các nhìn chưa? Chuẩn chỉ các bác luôn. Đấy. Anh em xưa này ngắm. Mà cực đẹp nhá. Mà cực đẹp. Xuất sắc bao zin tuyệt đối cho anh em luôn. Cổ thép vậy. 2418H. 2418H nhá. Bác cần thông tin anh em gửi cho nhá. Thì cặp loa này bác nhá, em nhập rẻ hơn. Tức là không phải là nó, tức là không đẹp bằng thôi. Không phải là xấu, tức là không đẹp bằng. Một cái đẹp xuất sắc. Một cái đẹp mà đẹp quá đẹp. Đấy. Thì đôi này em đang góp với giá là 28 triệu bao ship bác nhá. 28 triệu bao ship. Đôi này là 30 triệu bao ship. Đấy, như nhau nhá, chất âm ra như nhau. Chất âm như nhau, tất cả như nhau. Nhưng con này em nhập thấp hơn. Tức là nó không đẹp bằng thôi. Thì người giao người ta sẽ lấy rẻ hơn thì em bán rẻ hơn thôi nhá. Là 28 triệu bao ship tặng một cặp dây. Đấy. Em nói rõ ràng những kích thước giống nhau, công suất giống nhau. Củ bát, củ tép, củ tư giống nhau. Đấy, đây đôi này. Thì bác nào nhu cầu thì alo nhá, thích 28 được mà 30 được. Thì ngoài ra em còn có cặp loa như 515 thôi nhá. Và 4706A kia. Đấy. Thì mọi thì mua sắm lắp đặt. Có liên hệ em số điện thoại 0936 553 140. Hay Nguyễn Gia Hoàng Toàn Quốc nhá. Em chào các bạn ạ.